Dạ vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh review chia sẻ về các sản phẩm về điện máy. Hôm nay tiếp tục em sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng một chiếc máy giặt lồng ngang của Panasonic, model đời mới nhất năm 2022. Thì như các bác đã biết đến, các mẫu máy giặt của Panasonic cửa ngang có rất nhiều tính năng thông minh và nổi trội. Đấy, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cắm điện lên thử một chiếc để chúng ta review trước những cái chức năng trên dòng máy giặt này. Thì đây thì em đã cắm một con máy giặt cửa ngang 9kg rồi. Chúng ta sẽ có hai màu rồi nhé, màu sẽ áp dụng cho đen. Các mẫu tủ lạnh của Panasonic ngăn đá phía trên và ngăn đá phía dưới, hay là các mẫu tủ bốn cánh của Panasonic các bác nhé. Okay, giảm trực tiếp là lên đến tận 5 triệu đồng. Cho em Long xin một nút đăng ký kênh để ủng hộ em cho các video mới nhất ạ. Ok, đây em đã cắm điện con máy giặt này lên rồi các bác nhé. Máy giặt cửa ngang của Panasonic thì thiết kế rất đẹp với cái phần khe ránh ở đây mà tất cả những dòng máy giặt khác nó không có. Các bác nhìn thấy nó bỏ hết rồi. Những cái này thì các bác sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ có một lơi để chúng ta đổ nước giặt và nước xả. Ok, thì chúng ta sẽ có hai cái khe, một lơi để chúng ta đổ bột giặt và nước giặt ở bên này. Phía bên này chúng ta để đổ nước xả các bác nhé, đổ xả. Cánh cửa thì chúng ta sẽ mở ở phía dưới này. Con này thì được thiết kế cửa hai lớp các bác nhé. Cánh cửa chúng ta có tay lắm mở ra mở vào. Phía dưới cùng thì chúng ta sẽ có một cái khu vực để mà chứa các cái sơ vải cắt bẩn. Các bác nhìn thấy ở dưới này nó sẽ có một cái xoáy các bác nhá. Nó sẽ có một cái xoáy ra, cái này thì chứa những cái sơ vải ở phía dưới cùng này. Đây, các bác xoáy hết ra. Thì cái này thì các bác vệ sinh thường xuyên nhé, vệ sinh thường xuyên. Thì trong này sau khi cho một quá trình giặt thì nó sẽ rất nhiều sơ tóc vải này, nó có bẩn bố thì nó đọng hết đây. Và các bác bỏ ra vệ sinh, rửa sạch đi lại nhét vào đây. Đấy. Ở trong cái này nó có thêm một cái vòi. Các bác để giúp em là có một cái vòi. Cái vòi này thì là vòi xả nước các bác nhé, các bác rút này ra. Đây. Xả nước. Đấy, trong quá trình giặt mà các bác muốn cho thêm đồ chẳng hạn. Đấy, mà trong máy nó vẫn còn còn nước và còn đồ thì các bác tạm dừng máy. Và khi đấy thì tạm dừng máy, trong máy lồng nó có đồ thì các bác không mở được cửa. Và các bác phải xoáy cái này xả hết nước ra. Thì sau đó các bác mới mở được cửa. Đấy, cái này thì là gọi là van cấp tốc thì các bác có thể xả ra. Ok, thì em sẽ đậy này vào nhé. Ok, phía trên này thì chúng ta sẽ có cái bảng điều khiển điện tử của dòng máy giặt này. Máy giặt này thì có tốc độ vòng vắt là lên đến 1400 và có điều chỉnh nhiệt độ. Nhiệt độ các bác nhá, điều chỉnh nhiệt độ là cao nhất là 90 độ C. Tốc độ vòng vắt cao nhất là 1800. Đấy, tùy mỗi chương trình giặt thì các bác có thể chọn chương trình giặt ở cái phần nút này. Đây. Các bác chọn nút này. Em sẽ tắt đi bật lại cho các bác xem. Rồi, các bác bật lên thì các bác bật ở nút nguồn đầu tiên. Đó. Ở đây thì các bác có thể chọn các cái phím ở đây. Đây. Đây là các bác chỉ giặt thôi nhá. Giặt thôi. Các bác có thể chọn là xả không. Hoặc là các bác có thể chọn là chỉ vắt không. Đấy, các bác vắt thì các bác chọn điều chỉnh nhiệt độ, cái tốc độ vòng vắt tùy. Làm sao cho nó chỉ vắt không thôi được. Đấy, còn là các bác có thể kết hợp cả vắt đây, kết hợp cả giặt cả xả. Kết hợp giặt và vắt. Vâng nhé, kết hợp xả và vắt. Đấy, tùy các bác muốn chỉnh thế nào cũng được. Hoặc là các bác có thể điều chỉnh những cái phần phím chức năng ở phía bên này. Đây các bác nhìn, chắc các bác chỉ cần vuốt đây thôi. Những chức năng này đây, các bác có thể chọn ở đây có rất nhiều các chế độ giặt. Nó có cả kết hợp của tiếng Anh, tiếng Việt mọi nhé. Đây có giặt nhanh 15 phút này, giặt chăn này, giặt nhẹ này, giặt đồ trẻ em này, đồ cốt tông này, đồ cốt tông hỗn hợp này, đồ cốt tông này. Đây giặt hàng ngày này, đây giặt hàng ngày các bác vuốt vào đây. Đây thì các bác chỉ cần vuốt này thôi nhé. Đấy, vuốt này thôi. Đấy, các bác vuốt vào để đúng chương trình mà mình giặt. Ví dụ em để là giặt hàng ngày. Đây, để giặt hàng ngày thì nó sẽ ở chương trình này. Thì khi đấy thì các bác có thể điều chỉnh ở đây. Các bác có điều chỉnh nhiệt độ được. Tùy mọi người nhá. Và các bác để giặt nước lạnh giúp em là không có hiển thị ở đây. Tốc độ vắt thì các bác để là 1200 thôi. 1200 thôi, 1400 là hơi cao. Đấy, các bác không nên để kịch mọi người nhá. Đây là những cái phần chế độ thêm các bác có thể chỉnh ở đây. Tùy chỉnh vào chế độ của chúng ta. Có phía bên này thì chúng ta sẽ có thêm những cái chương trình giặt giặt chuyên biệt mọi người nhé, giặt chuyên biệt. Ví dụ như là các bác có thể lựa chọn là dị ứng, ngừa dị ứng, hoặc là cổ tay, hoặc là tay áo. Ở đây có bùn đất này, có nước sốt này, các bác có kích vào đây. Đấy, nó sẽ chảy sang cái chế độ giặt chuyên biệt này. Các bác chọn tùy theo cái quần áo của chúng ta nó như thế nào, chúng ta sẽ điều chỉnh. Thì mỗi một lần điều chỉnh thì phía bên này nó sẽ tự động nhảy theo mọi người nhé. Đấy. Đấy. Tự động nhảy theo rồi nhá. Rồi, ok.
Thì cái này thì sau khi các bác chọn xong, ví dụ các bác chọn bên này hoặc bên này thì các bác bấm play. Đấy, bên này sẽ có thêm những cái phím khác, ví dụ như là phím hẹn giờ. Phím hẹn giờ. Các bác ví dụ kích vào đây. Nó sẽ có cái chữ hẹn giờ đây. Mọi người chọn 2 giờ, 3 giờ. Tức là sau 4 5 giờ nó chạy thì các bác hẹn 5 giờ. Tùy mọi người nhá. Cái này hẹn được kịch chắc là được 24 giờ. Em sẽ bấm kịch lên cho các bác xem. Tức là trong 24 giờ thì trong một ngày thì nó sẽ chạy. Thì không thì các bác bỏ đi. Các bác díu đây nó cho nó bỏ đi. Khi mà các bác muốn hẹn giờ các bác kích vào đây nhá. Còn nếu không thì không muốn hẹn giờ nữa thì các bác đổi sang chế độ khác. Đấy thì nó sẽ tự động mất hết giờ, mất hẹn giờ đi. Các bác lại chuyển lại chế độ cũ. Rồi tiếp đến là ở đây chúng ta có chế độ là xả tăng cường. Các bác có thể chọn vào đây. Nó sẽ biểu hiển thị cái biểu tượng xả tăng cường ở phía trên này. Đấy, chúng ta có thể chọn thêm là cái chế độ vệ sinh đồng giặt. Thì các bác kích vào đây rồi có hệ thống là vệ sinh đồng giặt. Phía bên cạnh này chúng ta sẽ có cái là tự động vệ sinh đồng giặt các bác nhá. Thì các bác chọn sang một cái chế độ khác. Đây, các bác chọn lại. Đây, các bác kích vào đây. Đây là chế độ auto tubo care, tức là tự động vệ sinh đồng giặt. Đấy. Phía bên này thì chúng ta có thêm cả tiện ích sấy nữa. Trong này có cả kết hợp sấy nhưng mà sấy là sấy nhẹ các bác nhá. Các bác chọn sang chế độ khác đây. Các bác tắt cái chế độ tubo care đi. Ở đây là chế độ sấy này, các bác nhìn ký cái màn hình nó có đây. Các bác kích vào đây, nó có biểu tượng sấy đây. Thì sấy thì chúng ta có chế độ sấy ở 3 mức, mức trên cùng là mức sấy nhẹ. Phía dưới, đây chúng ta điều chỉnh xuống dưới. Đấy, điều chỉnh xuống dưới là sấy khô. Thì mỗi một cái phần điều chỉnh này chúng ta có lượng thời gian nhé, 30 phút này, 120 phút này, đấy, 180 phút này. 120 phút là nhảy sang chế độ khác là chế độ sấy diệt khuẩn. Thì chúng ta có 3 chế độ sấy cho chúng ta và số lượng ký giặt tối đa là 2 ký. 2 ký cho cái lượng quần áo của chúng ta. Tầm độ 3 đến 4 bộ của 4 chiếc áo là chúng ta sẽ sấy được khô trong cái chương trình sấy này. Và không thì các bác tắt đi. Các bác tắt đi thì các bác lại xoáy sang chế độ khác thì tự tắt đi mà. Ok, tiếp đến là chúng ta có chế độ khóa trẻ em đây. Thế đây chỗ chế độ khóa trẻ em này là khi các bác sử dụng chọn xong thì các bác bấm phím đồng thời hai phím này. Hai phím này thì các bác sẽ khóa được. Đây, các bác giữ trong vòng mà 5 giây. Đấy, nó sẽ báo tạch một cái là có biểu tượng trẻ em và khóa đây. Thì như vậy nó đã khóa cái bảng điều khiển của chúng ta rồi. Đấy, các bác muốn mở ra các bác cũng dí vào đây trong vòng 5 giây. Đấy, như vậy thì chúng ta mở được cái cửa ra và bỏ được cái bảng điều khiển đấy đi. Thì như vậy là đấy là toàn bộ những cách sử dụng của chúng ta. Sau khi chọn xong chương trình rồi thì các bác bấm nút vào đây là nó sẽ chạy ở góc bên này. Đấy, con này là con V90 FC1 các bác nhá. Các dòng FC1 các bác có thể sử dụng cái video lần này để áp dụng cái cách sử dụng cho dòng máy giặt của Panasonic. Các bác nào mà chưa làm được hay là có câu hỏi gì, các bác có thể comment ở phía dưới giúp em để em tìm hiểu và chia sẻ thêm cho mọi người. Đấy, rất cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết clip này. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những clip tiếp theo.